đá với Tây Ban Nha, cầm bóng đến 54%, thốt 16 quả nhiều hơn hẳn đội bạn. Vậy mà sao chúng ta lại không thể ghi bàn được chứ? Đội trưởng à, anh nhớ lại xem, đầu tháng này anh có ăn mực không? Chứ sao lại đen như vậy chứ? Lại còn cả cậu nữa, Varane. Nghe nói cậu là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Vậy mà chỉ đạo hàng thủ kiểu gì, rồi để thua 3 bàn vậy? Anh nói vậy, chứ nhìn đội bạn đáng khiếp quá mà. Đến Italia thời kỳ đỉnh cao, có khi còn thua nữa là. Có gì ghê gớm chứ, những đầu hàng công cũng chỉ là Morata chân gỗ thôi mà. Chào anh Rick, lâu lắm anh em mình không gặp rồi. Sao hôm nay cậu bén vậy? Hồi ở Madrid, Chelsea, rồi cả tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2020, cậu đá gỗ lắm mà. Ha ha, thế ông anh cũng biết gỗ càng lâu càng quý à? Em phải chờ mãi cho khoảnh khắc ngày hôm nay đấy. Đúng đó anh trưởng, chứ anh nghĩ vì sao hậu vệ đẳng cấp như em lại để cho ông Morata này ghi bàn dễ thế được. Thôi nào anh em, sao lại cái nhau thế? Cơ hội vẫn còn rộng mở mà. Anh em quên còn 4 suất cho các đội thứ 3 thành tích tốt à? Chúc anh em vào thật sâu, rồi chúng ta lại đụng độ ở vòng knock-out nhé.